mừng các bạn đến với kênh Bún Bát Đơn Màu Hai. Bún xin chào các bạn. Hôm nay bún sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con ruồi từ hình que kem ốc quế các bạn nhé. Rất là đơn giản. Này, chúng mình cùng vẽ nhá. Trước khi chúng mình vẽ con ruồi thì chúng mình sẽ vẽ hình que kem trước. Đây là hình que kem ốc quế các bạn nhá. Đấy. Trước tiên mình sau đó mình sẽ vẽ hai cái cánh hai bên. Hai cánh hai bên này, kéo từ trên đây xuống nhá. Cái này cũng thế nhé các bạn. Đấy, và cái đuôi này. Ok. Và cái mắt nhá. Mắt của mình hãy tô màu đen đi. Cái này cũng thế nhá. Đã xong cái mắt và cái phần đuôi chúng mình sẽ thêm một cái vây nhá. Ok. Và sau đó chúng mình sẽ thêm cái chân nữa là xong. Mỗi bên ba cái chân nhá. Ok, và cái cánh này chúng mình sẽ thêm những cái vây các bạn nhé. Họa tiết. Thế là bố vẽ xong. Đây là con ruồi các bạn nhé. Hình que kem ở bên trong phần giữa này. Và sau đó chúng mình sẽ vẽ hai cánh hai bên và cái thân ở bên dưới này, và mỗi bên có ba cái chân và cái đôi mắt cái trên nhá. Thế bây giờ bố sẽ cùng tô màu cho các bạn xem nhá. Chúng mình sẽ tô màu từ trên xuống dưới các bạn nhá. Chúng mình đi thật đều tay nhá. Ok, đã xong màu đầu tiên nhá. Xem chỗ nào còn trắng thì mình sẽ đi nốt nhé. Và tiếp theo bố sẽ tô màu vàng. Màu cam là cái thân nhé. Ok, xong phần thân. Dùng màu vàng nhạt để tô cho đôi cánh nhé. Đây, thế là đã gần xong rồi nhé. Đã xong cái cánh. Tiếp theo bằng cái phần thân bên dưới. Đấy. Mình sẽ kết hợp màu nâu với màu đen đi. Bên dưới này màu nâu nữa này. Ok, giờ chỉ còn màu đen nữa là xong. Tinh tinh. Vậy là bố đã vẽ xong con ruồi rồi các bạn nhé. Đấy, con đuôi từ hình que kem nhá. Các bạn nhìn thấy rõ không nhá? Đây, hình que kem ở giữa này. Đây là cái kem quế nhá. Đó, sau đó bố sẽ vẽ hai cái cánh hai bên và cái thân ở bên dưới này. Bên trên có hai mắt và mỗi bên có ba cái chân nhá. Thế là bố đã vẽ xong con đuôi rồi các bạn nhá. Các bạn chấm điểm cho bố các bạn nhá. Bye bye.